Sam cứu hồn cái tim, Hà nhận lời cầu hồn của Vũ. Có thùng sữa, Matt đừng tìm. Giờ đây nghĩa đau đớn khi nhìn thấy Hà vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Vũ. Gần Hà trải qua những tháng ngày đau đớn khi bị nghĩa lừa dối, gồng mình chạy chữa giúp bố trường thoát tội. Đứng trước những biến cố đó, may mắn Vũ đã luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc và giúp đỡ cùng Hà tìm cách vạch trần bộ mặt trơ trẽn của nghĩa, đòi lại công bằng cho bố trường. Và rồi trải qua những tháng ngày sát cánh cùng nhau, Hà đã dần hiểu rõ hơn về con người của Vũ. Tuy bên ngoài anh có vẻ lạnh lùng hơi ít nói, nhưng bên trong lại có một trái tim hiền lành đầy ấm áp. Để rồi đứng trước sự quan tâm chân thành của Vũ, khiến cô đã mở lòng đồng ý lời tỏ tình của anh. Sau mối tình đẹp đẽ tươi sáng ở thanh xuân, cả hai đã có những khoảng thời gian tươi đẹp ở Tràng Bình An. Cứ tưởng mối tình của Hà và Vũ sẽ có một cái kết đẹp như mơ, nhưng một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình Vũ, khiến anh đành phải rời đi không một câu từ biệt, khiến Hà vô cùng oán giận. Bao năm qua, thứ mà Hà luôn dành cho Vũ chỉ gói tròn hai chữ oán trách không nguôi. Và cùng chính sự ra đi của Vũ như một định mệnh, với những âm mưu mục đích của Nghĩa, hắn đã răng lưới sẵn chờ đợi Hà cặp câu. Và đúng như những kế hoạch của hắn, trong lúc Hà đau đớn tuyệt vọng bởi bị Vũ rời bỏ, Nghĩa đã xuất hiện giả vờ như là một người đàn ông ấm áp sưởi ấm trái tim Hà. Để rồi Hà cứ tưởng rằng có lẽ Nghĩa mới chính là định mệnh của cuộc đời mình, mà đã vội vàng kết hôn với hắn ta. Trải qua 5 năm chung sống, Nghĩa luôn tỏ ra là một người đàn ông hoàn hảo, một người chồng quốc dân, khiến Hà cảm thấy hạnh phúc. Đặt niềm tin tuyệt đối với chồng mình mà không hề có chút nghi ngờ. Để rồi Hà càng tin tưởng Nghĩa bao nhiêu, thì giờ đây Nghĩa lại khiến Hà sốc và đau đớn bấy nhiêu. Nghĩa, hắn ta đã dỡ bỏ cái mặt nạ xuống, thì mọi chuyện cũng trở nên muộn màng. Hà không ngờ được rằng bao năm qua mình có thể sống với một con thú dữ đồ nước người mà cô không hề hay biết. Để rồi giờ đây Hà phải một mình sống dọi với tên Nghĩa nhằm giúp bố trường thoát tội cũng như lấy lại những gì mình đã mất. Và thật may mắn, giây phút Hà gồng mình